Dịp nghỉ lễ ngày 2 tháng 9 năm nay, người dân Hà Nội và du khách sẽ có thể dễ dàng truy cập Internet bằng hệ thống Wi-Fi miễn phí được lắp đặt xung quanh Hồ Gươm. VNPT Hà Nội cho biết, đơn vị này sẽ bảo đảm hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng đúng tiến độ 18 trạm tại 10 điểm truy cập Wi-Fi miễn phí phục vụ người dân nhân dịp Quốc Khánh. Bưu điện Bờ Hồ là một trong 21 điểm xung quanh Hồ Gươm đã được lắp đặt trạm phát sóng Wi-Fi miễn phí. Đây là một trong những công đoạn nhằm chuẩn bị cho việc thí điểm mở rộng phố đi bộ ra khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận từ mùng 1 tháng 9 tới đây. Theo đại diện VNPT Hà Nội, đơn vị được giao lắp đặt, việc có Wi-Fi miễn phí sẽ đáp ứng tốt nhu cầu truy nhập Internet của người dân thủ đô, du khách trong và ngoài nước để tra cứu, tìm kiếm thông tin cần thiết khi đến Hà Nội. Lần đầu tiên đến Hà Nội cũng không có rành đường, có wifi thì tiện dễ kiếm thông tin hơn rất là nhiều. Để triển khai wifi public và wifi công cộng thì thực tế là phải sử dụng những thiết bị chuyên biệt khác với cái wifi mà thông thường mình dùng ở trong hộ gia đình hay là quán cà phê. Thiết bị của chúng tôi thì hiện nay là có nhiều mức, nhưng hiện nay chúng tôi đang tạm thời sử dụng một cái lượng wifi sản xuất do VNPT Technology sản xuất và có thể đáp ứng trong 21 điểm của chúng tôi thì có thể đáp ứng được khoảng 1.000 lượt truy cập cùng một lúc. Hiện việc lắp đặt hệ thống Wi-Fi miễn phí xung quanh Hồ Gươm được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 lắp đặt đưa vào sử dụng 18 trạm phát tại 10 điểm, xong trước ngày 1 tháng 9, phục vụ cho lễ khai trương mở rộng phố đi bộ. Giai đoạn 2 lắp đặt và đưa vào sử dụng 13 trạm phát tại 11 điểm trong tháng 9 năm 2016. Tuy nhiên, để tránh những nguy cơ tiềm ẩn về mất an ninh thông tin và để nhiều người được truy cập Wi-Fi miễn phí, mỗi lần truy cập mạng, người dân và du khách chỉ có thể kết nối với giới hạn thời gian là 30 phút một lần truy cập. Sau khoảng thời gian trên, người dùng muốn sử dụng Wi-Fi miễn phí phải đăng nhập lại từ đầu. Người dân và du khách có thể truy cập Wi-Fi miễn phí từ các điện thoại smartphone hoặc thiết bị cầm tay khác bằng cách bật chế độ tìm kiếm Wi-Fi, lựa chọn điểm phát có tên Free Wi-Fi, Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Với mong muốn là cũng cung cấp dịch vụ mọi người dân và du khách trong và ngoài nước với số lượng đông nhất. Do vậy thì VNPT Hà Nội có giới hạn trong một lượt truy cập thì tối đa được 30 phút. Sau đó thì sẽ tự động lock out để dành lưu lượng và dung lượng cho các khách du lịch và người dân trên địa bàn thành phố. Và thời gian tới thì Hà Nội cũng sẽ lắp đặt ở những địa điểm như chúng tôi nói là theo định hướng quy hoạch như theo cái nghị quyết của Thường vụ Thành ủy và hoàn toàn là cung cấp miễn phí và theo hướng cũng là kết hợp giữa các doanh nghiệp với nhà nước để đảm bảo thực hiện xã hội hóa. Theo quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động mà Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội triển khai, thời gian tới trên địa bàn thành phố sẽ có thêm nhiều địa điểm cung cấp dịch vụ Wi-Fi miễn phí ngoài hai điểm là Hồ Gươm và Chùa Hương. Tuy nhiên, trước mắt, Hà Nội ưu tiên cung cấp dịch vụ này ở các địa điểm du lịch, khu vực công cộng có nhiều người dân tham gia.